Người chủ trọ có tấm lòng thơm thảo này là bà Nguyễn Thị Cước tại phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khu trọ được bà Cước miễn tiền thuê có 14 phòng và 2 căn ký ốt. Tại đây phòng trọ rộng, thoáng được cho các gia đình người lao động thuê với giá thấp nhất là 2,5 triệu đồng mỗi phòng một tháng và mỗi căn ký ốt cao nhất là 4,5 triệu đồng. Bà Cước cho biết, khách thuê trọ ở đây chủ yếu là người lao động buôn bán hàng rong, bán vé số ở các khu chợ tạm và có cả công nhân đang làm việc tại các công ty. Từ khi thành phố Thuận An thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh, tạm ngừng các hoạt động kinh doanh chợ tự phát và các mặt hàng không thiết yếu, hầu hết người ở trọ tại đây ở nhà, không có thu nhập. Thấy người lao động xa quê, có người sống đắp đổi qua ngày khó khăn, bà Nguyễn Thị Cước đã bàn với gia đình quyết định miễn 100% tiền thuê phòng cho khách đến khi hết đợt dịch này. Đợt trước, tôi cũng đã giảm tiền phòng cho người thuê. Lần này dịch nặng hơn, người lao động không có thu nhập nên khó khăn hơn. Gia đình tôi quyết định bớt chi tiêu, miễn tiền phòng cho người thuê, để người lao động yên tâm phòng chống dịch. Mong tất cả cùng vượt qua khó khăn trong dịch bệnh để tiếp tục ở với mình, bà Cước chia sẻ. Nghe tin bà chủ trọ miễn tiền thuê phòng, chị Lê Thị Giang, quê Thanh Hóa, xúc động chia sẻ, chồng vốn làm nghề bán hàng rong ở chợ, dịch bệnh nên không đi làm được. Hai vợ chồng đang lo thì nhận được tin miễn tiền thuê nhà trọ, vui không tả được. Với người lao động có thu nhập thấp như chúng tôi, phải nói rất khó khăn trong mùa dịch. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn bà chủ trọ, chị Giang chia sẻ. Còn chị Trần Hiếu Thảo, quê Đồng Nai, thuê một phòng trọ lớn với giá 4,5 triệu đồng để nhận hàng gia công may tại nhà. Do dịch bệnh việc làm không ổn định, trong lúc xoay sở tiền để trả nhà trọ, thì được bà chủ trọ miễn tiền thuê cũng mừng không nói nên lời. Ở đây bà cứ xem chúng tôi như người thân, ai đau ốm hay nhà có đám tiệc đều được miễn hoặc giảm tiền thuê trọ thường xuyên. Đặc biệt mỗi dịp lễ nghỉ dài ngày, bà Cước đều giảm tiền thuê phòng. Người nào Tết không về quê cũng được giảm tiền và được bà Cước lì xì đầu năm, tặng quà. Lần này khó khăn quá, lại được miễn tiền thuê, chúng tôi mừng lắm. Hy vọng dịch qua mau tiếp tục lao động có thu nhập để đóng tiền phòng cho chủ nhà, chị Thảo chia sẻ.